À, buổi sáng ngày hôm nay thì mình có hẹn với ông bạn của mình để đi ăn sáng. Thì bây giờ là vào khoảng 7 giờ sáng. Nhiệt độ ngoài trời thì nó chỉ vào khoảng 12 độ F thôi. Mình đoán là khoảng âm 10 độ C á. Mà trời cũng còn chưa sáng nữa. Mà bây giờ thì mình phải đi gặp ổng ở cái nhà hàng kia. À, đi giờ thêm á, sáng sớm lạnh lẽo. Wow, lạnh tê tái luôn. Âm 10 độ C. À, hôm nay mình đi cái xe của mẹ mình. À, mình không có chạy cái xe kia bởi vì xe mẹ mình đã block cái cửa rồi nên mình không thể nào lấy cái xe của mình ra được. Nên hôm nay mình sẽ đi bằng chiếc này. Thấy không? Đây là buổi sáng sớm. Đây là đá. Đá. Đó. Thích chưa? Nói chung là nó cũng phê phê. Vô xe đó, không biết xe nó ấm chưa đã. Ê, mình sẽ phải chờ ở trong đây một giây lát cho cái xe nó ấm lên đã. 12 độ F, chắc cũng khoảng âm 10 độ C đó. Vui lắm. Cách đây 5 năm trước thì xe này là xe của mình. Bây giờ thì mẹ mình chạy xe này. 5 năm về trước mình chạy chiếc này. Chiếc này là Dodge Avenger. Nói chung là 5 năm rồi, vẫn chạy ngon, vẫn chạy tốt. Xe Mỹ kệ nó, không sao cả. Trên kính nó có hoa tuyết nè, hay là tuyết nó đọng lại nè, sương nó xuống nó đọng lại ở đây. Rồi bây giờ sao chạy thì mình phải ngồi chờ một lát cho cái này nó tan ra thì mình chạy, hoặc là mình chờ cái hơi nóng nó đủ nóng á. Đây nè, mình chờ cho cái hơi nóng nó đủ nóng, nó thổi lên đây rồi tí nữa mình xịt nước lên đây là nó tan hết cái này ra rồi mình chạy thôi. Bây giờ thì xe nó đã nóng rồi và mình lên đường chạy thôi. Hơi gớm. Ê, buổi sáng sớm ở đây, trời bây giờ nó đã sáng rồi, nó hơi hơi sáng thôi. Có thể trong camera nó sẽ sáng hơn, cái thực tế thì ngoài trời nó vẫn còn hơi âm u một xíu, nó chưa có sáng, nhưng mà trong camera nó sẽ sáng. Ô, lâu ngày mình không chạy cái xe này nè, nó hơi lạ, nó có một cái cảm giác gì đó nó hơi lạ. Nói chung là chưa quen nhưng mà cũng ok thôi. Thường thường á thì trong video của mình thì mình sẽ không nói tiếng Anh. Nhưng mà vì ông bạn của mình là ông là người Mỹ, thỉnh thoảng mình vẫn sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp với người Mỹ. Tiếng Anh của mình nó cũng không giỏi đâu. Nó gớm lắm. Rất nặng accent của người Việt luôn. Nên nhiều khi mình nói ông cũng chẳng hiểu nữa cơ. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để nói thôi. Nói chậm làm sao cho ông hiểu thôi. Thì tiếng Anh mục đích của mình là để giao tiếp với người nước ngoài mà. Mục đích là nói cho họ hiểu. Họ hiểu là được rồi. Wow, đường buổi sáng là chạy đã lắm nha. Thường thường á, mình đi road trip á, mình thích chạy ban đêm mới chạy buổi sáng. Mình không có thích chạy giờ cao điểm lắm. Tại giờ cao điểm thì nó đông xe lắm, chạy nó rất là mệt. Mình thích chạy ban đêm, chạy buổi sáng sớm. Nó không có xe, mình khỏe. Hiện giờ mình vừa mới tới nơi à, mà giờ mình đi vào trong thôi. Thank you. How are you, Bob? All right. Oh, thank you. Yeah, just me and Sean. Oh, yeah. You're good. Yeah. Good boy. Yeah, Sean, he don't care. Yeah, I don't care. Yeah. He probably cuts me out anyway. So I let you guys know, just so he's my friend, so, and some friend over here too, but they don't want to stay in my camera, so. Do you need any more coffee cups over here? I want a Coke. Okay. Thì đây là thực đơn của nhà hàng. Thì cái món này nó gọi là omelette. Thì là cái món này nó là trứng chiên nữa. Trứng chiên kiểu Mỹ là trứng, xong rồi họ trộn với hành rồi thịt, rồi họ chiên lên, rồi họ gập nó lại như vậy. Đó là omelette. Bữa ăn sáng của người Mỹ thì họ cũng đơn giản thôi. Gồm có ba rọi nè, trứng nè, rồi khoai tây nghiền hoặc là khoai tây chiên. Thực đơn họ in hình rất là rõ ràng. Một người không biết gì như mình mà cũng có thể chỉ vô hình là họ biết rồi. Họ biết mình muốn ăn cái gì rồi. Thì đây là cái món mình sẽ gọi sắp tới đây nè, Benedict. Thì là nó giống như vậy đó. Cũng trứng với lại muffin, là cái bánh mì á. Rồi thịt ba rọi, rồi vậy thôi. I get the Benedict.
No, maybe I'll go next year because the winter I don't want to go there. You would love Omaha. Yeah. Thank you. Đây chính là phần ăn của mình, gồm có hai cái bánh với lại thịt ba rọi. Bên trên thịt ba rọi là hai cái trứng, rồi họ bỏ lên trên một cái sốt phô mai. Ăn nó hơi chua chua, nó thơm thơm nữa, cũng không có ngán lắm. Phần khoai tây thì họ sẽ thái sợi cái đó ra, nhỏ hơn cái khoai tây mà mình hay ăn chấm cái chập hay là tương cà. Thì cái này họ làm như vậy, thì nó gọi là potato hash brown. Nó là như vậy thôi. Xong rồi họ chiên lên, họ áp chảo nó. Ông bạn mình thì ông ăn biscuit, sausage and gravy. Nó giống như bánh mì vậy đó. Thì ở giữa có một cái miếng thịt, giống như thịt chiên vậy. Xong còn cái nước sốt đó là nước sốt nó gọi là gravy, thì mình không biết diễn tả như thế nào nữa. Don't see anything. So here, he's my friend. Yeah, just say hello to them. Hello. Yeah. Yeah, he just transferred to the daytime and leave me alone with a frozen aisle. Look. Hey, ease your work, Cat. Yeah. Lạnh quá, bây giờ phải nổ máy xe một lát cho nó ấm đã. Vừa ngồi vừa run. Mình cảm giác như là mình đang sống một cuộc sống Mỹ vậy đó. Mình thì không có quá nhiều bạn ở cái chỗ này. Thì mình tiếp xúc với người Mỹ nhiều, bạn mình cũng người Mỹ nhiều. Thì chỉ có mỗi Long Râu ở dưới Des Moines á, với lại một em trai nữa mà cũng khá là ít gặp, đó là em Thế ở Đà Lạt. Ở đây không có quá nhiều nhà hàng Việt Nam đâu, toàn là nhà hàng của Mỹ thôi. Cũng không có quán Việt Nam, không có bán đồ Việt Nam, không có bán đồ Á Đông. Mỹ không, hoàn toàn Mỹ. Thì các bạn có thể hiểu là trong nguyên một cái thành phố này thì chỉ có khoảng 10 người thôi, trên 10 người là người Việt Nam. Bây giờ mình lái xe đi về rồi ngủ nghỉ. Buổi tối mình sẽ đi làm nữa. Tại vì cái ngày hôm qua mình đã nghỉ rồi. Mình nghỉ được có một ngày tuần này thôi. Tuần này mình làm tới 6 ngày lận, làm overtime nữa. Ngày mai là Black Friday. Thì đó, các bạn biết rồi đó. Cuối năm đó, dịp cuối năm ở Walmart rất là đông. Hiện tại thì mình vừa mới vào phòng của mình. Thì như các bạn đã biết rồi, ăn kiểu người Mỹ. Đối với người Mỹ ấy, thì ăn kiểu là kiểu Campuchia. Tức là tiền ai nấy tính. Để mà lần sau có rượu đi thì đi nó cũng dễ hơn, tại vì tiền ai nấy tính mà. Người này bao người kia bao lại thì lần sau có rượu nhau đi thì nó cũng khó. Người này bao người kia, cái người kia ngại, họ không có đi, họ suy nghĩ. Thì cứ Campuchia cho nó dễ. Ok, bây giờ là gần 10 giờ rồi và mình phải đi làm 10 giờ tối. Thì hôm nay và ngày mai nữa là ngày Black Friday. Thì ở Walmart những ngày lễ lớn như thế này thì họ thường đãi nhân viên một bữa tiệc, ăn bữa tiệc gì đó. Nghe nói là hôm nay với lại ngày mai sẽ có đồ ăn. Thì mình sẽ quay lại xem họ cho nhân viên ăn cái gì. Họ đãi nhân viên cái gì, những món đồ gì, ăn đồ gì, ăn đồ kiểu Mỹ như thế nào. Thì mình sẽ quay lại. Thì bây giờ mình sẽ phải đi làm đó. Cũng trễ, sắp trễ rồi, 10 giờ. Đây là nước tăng lực của mình. Một cái gói nhỏ như vậy thì mình có 60 gram caffeine và 40% vitamin B, các thứ cho vào đây. Mà mình không thích là nó có màu. Mình thì mình thích cái nước này nó trong hơn. Đó, nước tăng lực của mình. Hồi xưa thì uống Monster, bây giờ chuyển sang cái này. Ngày này thì Walmart có kẹo. Kẹo này ăn rồi tiểu đường, ăn cho tiểu đường. Quá trời kẹo. Nói chung là bàn nào cũng có, bàn kia cũng có. Đó, bàn nào cũng có kẹo hết. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn rất là cơ bản của người Mỹ. Gà Tây. Thì cái món này là buổi lễ tạ ơn nào cũng có hết. Đây là stuffing, là giống như bánh mì khô vậy, họ nấu lên như vậy. Bánh mì khô nhưng bánh mì nó thái nhỏ ra, họ nấu lên thành ra như vậy đó. Giờ sang bên này xem là món gì bên trong. Cái này là mashed potato, khoai tây nghiền. Với lại gia vị, nấu với sữa, bơ. Dường như cái món gì ở Mỹ họ cũng hay nấu với bơ, với sữa hết.
Bởi vậy người ta mới gọi là đất nước của bơ sữa mà. Mau mập lắm. Cái này là gravy. Gravy nó là cái sốt. Cái sốt để mà cho lên gà tây với lại trộn với khoai á, ăn khá là ngon. Cái này người ta gọi là green bean casserole, là đậu cua ve nè, với lại hành, với lại một cái sốt là sốt nấm, mushroom sauce hay gì đó, với sữa nữa, nấu lên nó thì ra như vậy. Ở bên này thì cũng giống vậy luôn, cũng là green bean casserole luôn. Còn đây là bơ, bơ thì ăn với bánh mì bên này. Kiểu của Mỹ nó ăn như vậy, thì giống như là bạn đi trên máy bay á, bạn cũng được phát một cái bánh mì với lại một hộp bơ, quệt vô. Bên này là bánh, apple pie, hoặc là pumpkin pie, rồi quẹt cái đó lên, cái cu quẹp đó lên, ăn thôi. Đây, đồ ăn Mỹ ăn kiểu này. Bơ với lại khoai trộn vô, rồi gravy, rồi hai miếng thịt gà, hai miếng gà tây, turkey. Bên kia là green bean casserole. Ăn rất là ngon, mình rất là thích ăn cái món này. Buổi tối ngày hôm nay là ngày Black Friday. Đường phố bây giờ thì cũng vắng vẻ rồi. Bây giờ cũng sắp gần 10 giờ. Người ta chắc mua hàng xong rồi và chuẩn bị đi về rồi. Không phải chuẩn bị nữa, họ đã đi về rồi. Họ mua là từ lúc 5 giờ, 6 giờ á. Bây giờ mình đi làm nữa chứ. Người ta thì ngày này người ta được nghỉ đi shopping, còn mình thì đi làm. Cũng vắng rồi đó, đâu có còn ai đâu. Chứ mình nghĩ lúc 5-6 giờ là những cái chỗ này là kẹt cứng luôn, không có xe đậu luôn á. Không biết người ta có chừa lại cái gì cho mình không. Người ta mua hết rồi, không biết người ta chừa lại được cái gì cho mình không nữa. Ok, bây giờ là giờ lunch của mình thì mình đi shopping mới được. Xem còn gì không để mình hốt hụi chót. Người ta mua mấy cái thứ ngon hết rồi, còn lại mấy cái thứ cùi bắp. Vậy nên xem cái gì hay hay mình mua thôi. Rồi xong, không còn cái gì hết. Người ta mua hết rồi. Còn là mấy cái đồ gì đâu không à. Thôi mình đi vô vậy. Chán quá. Dạ, có lẽ mình sẽ mua cái này. HDMI cable. Chỉ có $5 thôi, 5 đồng rưỡi. Khá là rẻ. Để chắc phải mua thêm hai cái này nữa. Hai cái thẻ nhớ U1, Class 10 U1. Ok. Có $14 thôi. Ok, còn sót lại một cái này, mình mua cái này. Luggage 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái, giá $49. 10% off nữa. Nhân viên Walmart 10% off nữa. Vậy chắc khoảng vậy là khoảng $45. Quá chất. $46. Quá rẻ. Black Friday của mình chỉ có như vậy thôi. Chín lợi phẩm của mình chỉ có như vậy thôi, chứ năm nay mình cũng không có mua gì nhiều. Ok, mình sẽ kết thúc video của mình ở đây nhé. Bye bye.